Xin chào tất cả các bạn, sau đây Miss Mơ sẽ hướng dẫn các bạn cách để nâng cấp tài khoản. Thứ nhất đó là trước khi chúng ta gỡ, nâng cấp thì chúng ta phải gỡ cài đặt cái ứng dụng Easy Class. Trước khi gỡ cài đặt thì các bạn chụp lại cái tài khoản cá nhân của mình bằng cách này, ấn vào tên của mình, ấn vào bút ở sau tên. Đó. Rồi sau đó chúng ta chụp màn hình lại bằng cách ấn vào nút giảm âm và nút tắt màn hình, tắt đấy là chụp được, cái thông tin tài khoản của mình để khi chúng ta gỡ cài đặt rồi đăng nhập lại còn nhớ để mà làm nha. Bây giờ chúng ta gỡ cài đặt bằng cách này, ấn vào Easy Class, rồi ấn vào gỡ cài đặt. Ok. Sau khi gỡ cài đặt xong thì chúng ta vào cửa hàng CH Play ở trên Samsung để điều hành Android, hoặc là vào App Store ở iPad hoặc là iPhone. Chúng ta ấn Easy Class. Rồi sau đó cài đặt lại bình thường. Rất là dễ dàng đúng không? Thế mà chiều giờ nhiều bạn làm không ra cái này. Đang gần cài đặt xong, gần tải về xong. Khi tải về xong ta ấn vào mở. Bây giờ ta phải nhớ cho được cái tài khoản chính của mình là bằng Google, tức là chỗ màu đỏ này này, hay là bằng Facebook ở cái chỗ màu xanh lá cây, xanh xanh da trời này này, để mà đăng nhập cho đúng. Nếu ta đăng nhập sai tài khoản thì nó không không vào được cái tài khoản của mình đúng nhé. Ví dụ như lúc này Miss Mơ là ở tài khoản Google. Tài khoản Google của mình mà có nhiều tài khoản Google á, thì phải ấn vào cho đúng. Ví dụ như lúc này là tài khoản đó thì Miss Mơ chọn vào tài khoản đó. Để ý như vậy thì nó sẽ tự đăng nhập vào. Được nhỉ? Và chọn lớp, chọn quyển sách, chọn OK là chúng ta đã kích hoạt, nâng cấp xong cái tài khoản Easy Class của mình lên phiên bản 1.7.6. Đó, đó là cái cách để các bạn nâng cấp ứng dụng của mình khi Easy Class yêu cầu. Lần sau các bạn cứ thế mà làm các bạn nhé. Thank you.